Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Nghe Chuyện Radio. Và hôm nay, xin mời các bạn cùng lắng nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cường Đại Chiến Y. Và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh Nghe Chuyện Radio để được nghe những tập mới nhất của câu chuyện này. Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các bạn. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 209 Cường Đại Chiến Y. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng, Giang Cung Tuấn bắt đầu tấn công phong ấn thứ ba và sức mạnh toàn thân bùng nổ ngay lập tức, đánh bật xiềng xích vô hình trong cơ thể anh. Đùng đùng, trong cơ thể truyền đến tiếng nổ mạnh, gồng xiềng thứ ba bị phá vỡ. Giang Cung Tuấn bước vào thần thông tam phong ấn. Người thủ hộ đứng ở một bên nhìn, trong nét mặt mang theo vẻ hài lòng, cô gật đầu nói: "Ừ, cực kỳ tốt. Nhưng anh cũng đừng kiêu ngạo, anh càng đi tiếp phong ấn tôi bố trí thì phong ấn càng mạnh. Đợi sau khi đạt được thần thông cảnh tầng thứ 8, anh muốn phá tan sẽ khó như lên trời." "Đà tạ tiền bối." Vẻ mặt Giang Cung Tuấn cảm kích. Người thủ hộ hơi dừng tay nói: "Đừng nói những lời khách sáo này, anh tiếp tục tu luyện đi. Tôi ở nơi này nhìn anh, gặp phải khó khăn gì khi tu luyện thì nói cho tôi biết." "Vâng." Giang Cung Tuấn gật đầu, sau đó anh tiếp tục tu luyện. Ở bên trong không gian này, không có ngày, không có đêm. Bất kể là lúc nào, bầu trời cũng là màu xám tro. Giang Cung Tuấn không cảm ứng được thời gian trôi qua. Anh không biết mình đã tu luyện bao lâu, anh chỉ biết là chân khí của mình không ngừng tăng, cảnh giới của mình không ngừng tăng. Từ lúc ban đầu mới vào thần thông cho đến bây giờ, anh đã đạt tới thần thông lục phong ấn. Mà hai quả bạc của anh cũng đã hấp thu xong sớm rồi. Giang Cung Tuấn đã đạt đến thần thông lục phong ấn đã có một thời gian. Anh đang không ngừng giảm bớt chân khí trong cơ thể, thẳng đến khi không có cách nào giảm bớt được nữa. Nhưng khi anh đi công kích phong ấn thì không có cách nào phá được. Giang Cung Tuấn thử cực kỳ nhiều lần, nhưng đều không được. Anh dừng lại, nhìn người thủ hộ xinh đẹp tuyệt trần ở bên cạnh. "Thủ hộ, vì sao tôi không phá được phong ấn thứ bảy? Hiện tại tôi đã không có cách nào giảm bớt chân khí của mình. Tôi đã đạt đến cực hạn của lục phong ấn. Chân khí của tôi cũng không có cách nào tăng lên nữa rồi, có thể là cũng không có cách nào phá được." Trong khoảng thời gian này, Giang Cung Tuấn và người thủ hộ đã rất quen với nhau. Từ lúc ban đầu gọi là tiền bối, đến bây giờ thì gọi là chị. Người thủ hộ cất lời: "Không có cách nào phá tan, nói rõ còn chưa tới cực hạn. Bây giờ anh không có cách nào giảm bớt thì cần mượn ngoại lực, dùng ngoại lực đi rèn luyện chân khí, làm cho chân khí thay đổi, càng ngày càng tinh khiết." "Mượn ngoại lực?" Giang Cung Tuấn sửng sốt. Người thủ hộ gật đầu: "Ừ, đi theo tôi." Giang Cung Tuấn không biết người thủ hộ muốn làm gì, nhưng anh vẫn đứng lên và đi phía sau người thủ hộ. Người thủ hộ đạp chân trên không trung mà đi, tốc độ của cô cực kỳ chậm, bởi vì cô sợ Giang Cung Tuấn không theo kịp. Giang Cung Tuấn ở sau sát lưng cô. Sau khi băng qua nhiều núi sông bị phá vỡ, phía trước xuất hiện một ánh sáng. Ánh sáng càng lúc càng rõ, càng đến gần, Giang Cung Tuấn mới phát hiện phía trước có một biển lửa. Đây là một dãy núi, xung quanh dãy núi có ngọn lửa cuồng bạo hừng hực. Ngọn lửa có màu trắng trông cực kỳ kỳ quái, có hơi kinh hãi. Người thủ hộ dừng lại bên ngoài núi lửa, mà Giang Cung Tuấn cũng dừng lại. Nơi này vẫn là bên ngoài núi lửa, nhưng Giang Cung Tuấn lại cảm thấy nóng bức, trên trán không ngừng đổ mồ hôi hột. Điều này làm cho trong lòng anh khiếp sợ. Ở cảnh giới của anh thì ngọn lửa không cách nào làm cho anh cảm thấy nóng bức mới đúng. "Chị, đây là sao?" Giang Cung Tuấn hỏi. Người thủ hộ cất lời: "Đây là chân khí chi hỏa do một cường giả thời đại thượng cổ để lại. Cho dù năm tháng đã trôi qua ngàn đời, chân khí chi hỏa này vẫn còn đang cháy mạnh. Tôi mang anh tới nơi này là muốn mượn ngọn lửa nơi này để rèn luyện chân khí của anh." "Thời đại thượng cổ để lại sao?" Giang Cung Tuấn bị kinh hãi. Là cường giả cấp bậc gì mới có thể giữ lại ngọn lửa đáng sợ như vậy? Dù năm tháng đã trôi qua ngàn đời mà ngọn lửa này vẫn cháy mạnh ở chỗ cũ. "Chị, em đi thì có khi nào bị chết cháy hay không?" Giang Cung Tuấn có cảm giác nóng bức, lộ vẻ mặt lo lắng. Còn chưa tới gần đã cảm nhận được nóng bức. Nếu là đi vào, không biết có sống để mà trở ra nữa không. Người thủ hộ hơi dừng lại nói: "Không có việc gì, thân thể của cậu cực kỳ thần kỳ.
Tuy ngọn lửa này mạnh mẽ, nhưng sẽ không có cách nào hủy diệt thân thể cậu. Nhiều lắm thì là phải chịu khổ mà thôi. Sau khi cậu tiến vào thì đừng chống lại, cứ mặc ngọn lửa vào bên trong cơ thể. Sau khi lửa vào bên trong cơ thể, cậu huy động chân khí để đối kháng với lửa. Dĩ nhiên là có thể đạt được mục đích rèn luyện chân khí. Sau khi biết mình sẽ không bị chết cháy, Giang Cung Tuấn mới thở dài một hơi. Vì có được tiên phủ trở nên mạnh mẽ, anh sẽ không đếm xỉa đến. Anh bước tới càng đi càng nóng bức, còn chưa đi vào trong biển lửa, Giang Cung Tuấn đã có cảm giác dường như mình đang ở trong lồng hấp. Lúc này toàn thân anh đều bị mồ hôi làm ướt, nhưng anh vẫn có thể chịu được cái nóng bức này. Giang Cung Tuấn tiếp tục đi. Khi tới gần, mồ hôi trên người anh đã bốc hơi hết rồi. Lúc này da thịt của anh đều bị nung đỏ, toàn thân truyền đến cảm giác đau nhức, đau đến mức khiến anh nhăn nhó. Cái này mà là khổ một chút hả? Đây quả thực là sống không bằng chết. Giang Cung Tuấn đau khổ kêu lên. Két. Lúc này một ngọn lửa bay tới, Giang Cung Tuấn cũng không né tránh. Ngọn lửa cực kỳ thần kỳ, nó đi theo lỗ chân lông toàn thân tràn vào bên trong cơ thể. Khi vào bên trong cơ thể trong nháy mắt, máu thịt của anh lập tức bị đốt cháy. Giờ khắc này, anh cảm thấy cái chết sắp đến gần rồi. Giang Cung Tuấn lập tức khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu điều động chân khí để chống lại ngọn lửa vào bên trong cơ thể này. Trong cuộc đối kháng, chân khí của anh không ngừng bị đốt cháy. Thật thần kỳ! Giang Cung Tuấn phải chịu đựng cực kỳ đau khổ, nhưng sau khi nhìn thấy chân khí bị đốt cháy, bị tinh lọc, trong lòng anh cũng vui mừng. Giang Cung Tuấn khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu mượn ngọn lửa nơi này để rèn luyện chân khí. Dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa thần kỳ, chân khí thay đổi đến mức càng ngày càng trở nên tinh khiết. Sau đó Giang Cung Tuấn bắt đầu hấp thu năng lượng trong trời đất, tăng chân khí của mình. Một lần, hai lần, ba lần, 10 lần. Sau khi luyện hóa hàng ngàn lần, chân khí của Giang Cung Tuấn cũng không có cách nào tăng lên nữa. Phá! Anh chợt huy động chân khí trong cơ thể. Chân khí xuyên qua kinh mạch, chuyển động ở trong người, phong ấn vô hình trong cơ thể bị phá. Đùng đùng! Phong ấn không ngừng bị phá và những tiếng động lớn không ngừng phát ra từ cơ thể. Đột phá! Trong vẻ mặt Giang Cung Tuấn mang theo vẻ vui mừng. Khổ tu thời gian dài như vậy, cuối cùng anh cũng đạt tới cảnh giới thần thông cảnh tầng thứ 8. Hiện tại chỉ cần anh tăng cảnh giới của mình lên tới cực hạn bắt phong ấn. Như vậy là anh có thể đi khiêu chiến người thủ hộ thứ 9 của 9 tiên phủ rồi. Giang Cung Tuấn nhanh chóng đứng dậy, đi tới chỗ người thủ hộ. Người thủ hộ lại xoay người sang chỗ khác, đồng thời có một bộ quần áo xuất hiện ở trong tay người thủ hộ. Cô đưa quần áo đó cho Giang Cung Tuấn. Lúc này Giang Cung Tuấn mới phát hiện quần áo trên người mình đã sớm bị đốt cháy. Vẻ mặt Giang Cung Tuấn xấu hổ, anh nhận lấy bộ quần áo của người thủ hộ đưa tới. Cảm ơn chị. Giang Cung Tuấn nhanh chóng mặc quần áo vào. Đây là một bộ quần áo thời cổ đại, mặc lên người cực kỳ vừa người. Lúc này người thủ hộ mới xoay người nhìn Giang Cung Tuấn với vẻ mặt hài lòng, gật đầu nói. Ừ, tốt lắm, cực kỳ tốt. Tốc độ tu luyện của cậu nhanh hơn tôi tưởng tượng. Giang Cung Tuấn không khỏi hỏi, chị, em gia nhập chiến trường thượng cổ này đến bây giờ đã qua bao lâu rồi? Giang Cung Tuấn đang khổ tu, ở chỗ này anh không có cách nào cảm nhận được thời gian, không biết đã qua bao lâu. Người thủ hộ cất lời, không lâu lắm, cũng mới qua 2 năm. Hả, đã 2 năm rồi? Trong lòng Giang Cung Tuấn cả kinh. Đã qua 2 năm, nói như vậy thì cách lúc phong ấn mở ra đã 4 năm rồi. Người thủ hộ tựa hồ là nhìn thấu tâm tư của Giang Cung Tuấn, cô cười cười nói. Anh yên tâm đi, phong ấn của trái đất không dễ dàng mở ra như vậy. Cho dù là đến giờ thì cũng cực kỳ nhiều điều kiện. Nghe vậy Giang Cung Tuấn thở dài một hơi. Được rồi, cậu tiếp tục tu luyện đi. Nhiều lắm thì tu luyện thêm 1-2 tháng là cậu có thể rời đi. Giọng nói của người thủ hộ truyền đến. Vâng. Giang Cung Tuấn gật đầu, sau đó anh xoay người và nhìn ngọn núi lửa phía sau mình. Thấy ngọn lửa màu trắng, tim lập tức đập nhanh hơn. Trong khoảng thời gian này, anh đã chịu đủ dằn vặt, bị ngọn lửa hành hạ sống không bằng chết. May mà thân thể anh khác hẳn với người thường, nếu không thân thể đã sớm bị chết cháy rồi. Vì có thực lực mạnh mẽ, vì có được tiền phủ, quần áo không thèm đếm xỉa đến nữa, bước về phía trước một lần nữa, đi vào núi lửa. Anh không lập tức tới gần, mà ở sát biên giới
để hấp thu năng lượng cuồng bạo ẩn chứa trong núi lửa để tăng chân khí của mình. Chân khí của quần áo đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Anh cũng cảm ứng được chân khí của mình không có cách nào tiếp tục tăng lên cực kỳ nhanh. Anh tiếp tục lợi dụng ngọn lửa màu trắng trong núi lửa để rèn luyện chân khí của mình. Một lần, hai lần, 10 lần, 100 lần, quần áo không ngừng rèn luyện. Mỗi lần rèn luyện xong, chân khí đều sẽ giảm bớt. Mỗi lần giảm bớt xong, chân khí đều sẽ tinh sạch. Tuy cảnh giới bây giờ của quần áo mới là đỉnh phong của thần thông cảnh tầng thứ 8, nhưng chân khí của anh cực kỳ mạnh, nên hiện tại chỉ bằng chân khí bản thân này, anh hoàn toàn có thể giao thủ với cường giả cảnh giới siêu phàm, thậm chí là có thể đánh chết. Đạt tới thần thông cảnh tầng thứ 8, lần tu luyện này của Giang Cung Tuấn đến đây là kết thúc. Dưới sự hướng dẫn của người thủ hộ, anh rời khỏi chiến trường thượng cổ này và trở về tàng kinh các sâu dưới lòng đất với tốc độ cực kỳ nhanh. Giang Cung Tuấn muốn đi gặp Sở Vi, trò chuyện với Sở Vi, còn tính toán thời gian thì Sở Vi đã ở đây nhiều năm rồi. Chị, em có thể gặp Sở Vi không? Em có thể trò chuyện với cô ấy không? Vẫn chưa được, người thủ hộ nói. Bây giờ chính là thời khắc cuối cùng để tinh lọng ma khí. Sở Vi không thể bị quấy rầy. Cậu yên tâm ra ngoài đi. Nhiều lắm là 5 năm thì ma khí trong cơ thể Sở Vi sẽ hoàn toàn bị tinh lọc. Đến lúc đó mới là thời điểm linh căn của Sở Vi phát ra uy lực. Đến lúc đó, cậu sẽ phát hiện ra tu vi của cô ấy phát triển cực nhanh. Được rồi. Không thể nói chuyện với Sở Vi, Giang Cung Tuấn cũng cực kỳ thất vọng. Nhưng chỉ cần Sở Vi có thể bình an thì anh thế nào cũng được. Tôi đưa cậu ra ngoài. Người thủ hộ thuận tay cử động. Thân thể Giang Cung Tuấn đã bị chân khí mạnh mẽ ôm lấy. Anh cảm thấy hoa mắt. Lúc xuất hiện lần nữa thì anh đã ở tầng thứ nhất của tháp dưới lòng đất rồi. Giang Cung Tuấn nhìn tháp trong lòng đất, sau đó nhanh chóng xoay người rời đi. Bằng vào thực lực bây giờ của mình mới có thể đánh bại người thủ hộ của cửa thứ 9, Tiên Phủ. Cũng không biết đã 2 năm trôi qua, Tiên Phủ có đổi chủ không? Giang Cung Tuấn tu luyện ở bên trong chiến trường thượng cổ 2 năm. 2 năm đã trôi qua rồi, anh không biết hiện tại Tiên Phủ có đổi chủ hay không. Không biết có cường giả có thể xông vào cửa thứ 9, có được Tiên Phủ hay không. Anh nhanh chóng rời khỏi đây, rất nhanh sau đó thì anh đã ra bên ngoài. Vừa xuất hiện, Giang Cung Tuấn ngựa không ngừng vó rời đi. Anh không đến Long Quốc, bởi vì anh nhớ Tiên Phủ. Anh muốn có được Tiên Phủ sớm một chút. Vì vậy Giang Cung Tuấn lợi dụng thân phận của mình để đến quân khu gần đây, rồi đi máy bay đặc biệt ở trong quân khu đến núi Bất Chu trước. Sau một thời gian dài, cuối cùng anh cũng xuất hiện ở núi Bất Chu. Đã 2 năm trôi qua, diện tích núi Bất Chu càng lúc càng lớn, có cực kỳ nhiều khu vực mà anh không biết xuất hiện. Hoàn cảnh đã xảy ra sự thay đổi cực kỳ lớn, cho dù là Giang Cung Tuấn cũng không nhận ra núi Bất Chu nữa rồi. Nhưng ở khoảng cách cực kỳ xa này, anh nhìn thấy ánh sáng màu vàng xông lên tận trời. Giang Cung Tuấn biết đây là ánh sáng màu vàng do Tiên Phủ tản ra. Anh biết Tiên Phủ vẫn còn ở đó, Tiên Phủ không có chủ nhân. Sau khi nhìn thấy ánh sáng vàng, Giang Cung Tuấn thở phào nhẹ nhõm. Anh không gấp, cứ từ từ mà chạy đi. Khi tới gần núi Bất Chu, Giang Cung Tuấn phát hiện ra có cực kỳ nhiều võ giả đang tụ tập ở trong phạm vi núi Bất Chu. Thậm chí còn có một thành phố xuất hiện trong thung lũng của một dãy núi ở núi Bất Chu. Chuyện này là sao? Giang Cung Tuấn đứng trên đỉnh núi, vừa nhìn thấy thành phố xuất hiện thì anh có hơi khiếp sợ. Lúc này mới qua 2 năm mà đã có người xây dựng một thành phố ở chỗ này sao? Sau khi quan sát cẩn thận, Giang Cung Tuấn mới phát hiện ra thành phố này hẳn không phải là có người xây dựng, mà là đã xuất hiện từ những nơi khác. Bởi vì đây là một thành phố phục cổ, nên chỉ riêng thành đã cao vài trăm mét. Tất cả các tòa nhà bên trong thành đều theo phong cách cổ đại. Chắc là bây giờ con người trái đất sẽ không xây dựng thành phố như vậy. Giang Cung Tuấn muốn lập tức đến Tiên Phủ, nhưng anh phát hiện ra có cực kỳ nhiều người trong thành phố này. Xem ra 2 năm qua, đã có cực kỳ nhiều võ giả xuất hiện ở trên trái đất lần nữa. Cũng không biết có phải những võ giả này tới từ thương giới hay không. Giang Cung Tuấn biết, không chỉ một chỗ bị phong ấn, thương giới chỉ là một trong số đó. Nếu thương giới có thể phát hiện ra phong ấn trái đất, như vậy thì chắc chắn những thế giới khác cũng có thể. Sau khi nghĩ tới những thứ này, Giang Cung Tuấn dự định đến thành phố nhìn một chút trước. Thế nên thân thể anh nhảy lên,
nhảy xuống từ đỉnh núi, rồi đáp xuống mặt đất một cách vững vàng, cuối cùng thì xuất hiện ở trước cửa thành. Có không ít người tập trung ở thành. Những người này vào thành đều cực kỳ có ý thức tự giác xếp hàng. Giang Cung Tấn cũng tự giác xếp hàng. Rất nhanh sau đó, anh đã đi vào trong thành phố. Trên đường phố rộng rãi, đoàn người ào ra. Điều này làm cho Giang Cung Tấn khiếp sợ. Anh không ngờ lại có nhiều võ giả xuất hiện ở trên trái đất trong vòng 2 năm ngắn ngủi như vậy. Nhưng ngay một khoảnh khắc này, anh nhìn thấy một cảnh tượng làm cho mình tức giận. Ở đầu đường có một cái lồng giam, trong lồng giam nhốt mấy người phụ nữ, mà ở trên đầu mỗi người phụ nữ đều có một tờ giấy. Trên đó ghi giá cả buôn bán phụ nữ trái đất. Thấy cảnh như vậy, lửa giận trong lòng Giang Cung Tấn tăng vọt lên trong nháy mắt. Xem ra, anh không ở nơi này 2 năm, trái đất cực kỳ không hòa bình. Đi ngang qua, xin chớ bỏ qua, người đẹp cực phẩm ở trái đất đây là sinh viên, giá chỉ cần một viên tinh thể. Một tên mập ngồi ở trên ghế đang không ngừng hét to, mà người đi ngang qua có người dừng lại xem, có người thì không thèm nhìn một cái. Giang Cung Tấn trầm mặt đi tới trước người tên mập. Tên mập không cao, nhìn qua cũng khoảng 1m60, mặc quần áo rộng, khuôn mặt mập, đôi lông mày rảnh mảnh. Thấy Giang Cung Tấn xuất hiện ở trong gian hàng của mình, anh ta lập tức đứng lên, cười tủm tỉm nói. Anh bạn mua người đẹp à? Con người chính gốc ở trái đất đấy. Vẫn là sinh viên, đây là tôi đã đánh liều mạo hiểm đến một trường đại học ở Đoan Hùng để bắt đấy. May mà tôi thoát nhanh được, nếu mà bị bách hiểu sinh ở trái đất phát hiện thì tôi chết chắc. Hiện tại chỉ cần một viên linh thạch là có thể mua được một người. Giang Cung Tấn nhìn cô gái bị nhốt trong lồng giam. Có ba người phụ nữ mặc quần áo hiện đại, trông họ khá ưa nhìn. Vẻ ngoài không tồi, muốn vóc người có vóc người, cần mặt đẹp có mặt đẹp. Lúc này, mấy cô gái này đang kinh hãi nhìn Giang Cung Tấn. Phù! Giang Cung Tấn hít sâu một hơi, anh sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì anh đã rời đi 2 năm, anh không biết đến cùng có cường giả gì xuất hiện ở trên trái đất trong 2 năm này. Anh cũng không biết với thực lực bây giờ của mình, anh có thể xưng hùng xưng bá hay không. Nhưng anh nghe thấy cái tên Bách Hiểu Sinh ở trái đất. Giang Cung Tấn cưỡng ép, áp chế lửa giận trong lòng mình. Anh hỏi, anh nói Bách Hiểu Sinh ở trái đất, ông ta cực kỳ mạnh sao? Sao vậy, chẳng lẽ anh không biết sao? Đúng rồi, anh mới tới trái đất à? Ừ, Giang Cung Tấn gật đầu nói, tôi mới tới trái đất, không biết chuyện xảy ra trên trái đất. Tôi đã nói rồi, vì để bán người đẹp đi, tên mập nói liên tục. Bách Hiểu Sinh là võ giả con người mạnh nhất ở trái đất. Hiện tại tu vi của ông ta đã đạt đến cảnh giới siêu phàm. Theo thông tin từ thế giới bên ngoài, thực lực của ông ta hẳn là ở siêu phàm cấp 3. Bởi vì ông ta từng giao đấu với một cường giả siêu phàm, còn đánh bại vị cường giả đó. Nghe vậy Giang Cung Tấn, mặt không biến sắc hỏi. Hiện tại, cường giả cảnh giới siêu phàm xuất hiện ở trái đất nhiều không? Tên mập cất lời. Cường giả cảnh giới siêu phàm trở lên nào có dễ dàng phá phong ấn như vậy. Thực lực càng mạnh thì độ khó phá phong ấn cũng lại càng lớn. Nghe vậy Giang Cung Tấn yên tâm. Xem ra hiện tại thực lực của võ giả xuất hiện ở trái đất không mạnh lắm. Sắc mặt của anh lạnh xuống lần nữa. Anh biết tôi là ai không? Tôi chả cần biết anh là ai. Tôi đã nói với anh nhiều như vậy rồi. Rốt cuộc là anh có mua hay không? Tên mập có chút gấp gáp nói. Giang Cung Tấn chợt đẩy gã mập ra. Anh gằn từng chữ. Tôi là con người trái đất. Anh là người trái đất. Tên mập sửng sốt. Sau đó anh ta bắt đầu phản kích, đánh người Giang Cung Tấn một chưởng. Giang Cung Tấn mặc cho anh ta đánh tấn công một chưởng mà tên mập dốc toàn lực đánh, vốn không tổn thương được anh. Mày! Tên mập kinh hãi. Giang Cung Tấn chợt nâng tên mập lên, ném mạnh tên mập trên mặt đất. Đùng! Thân thể tên mập ngã trên mặt đất trong nháy mắt, anh ta ngã thất hồn bát tố. Động tĩnh nơi này đã khiến thị vệ phát giác ra, một đám thị vệ nhanh chóng chạy tới. Tên mập như bắt được rơm dạ cứu mạng, anh ta nhanh chóng bò dậy từ dưới đất, phóng về phía thị vệ, sau đó chỉ vào Giang Cung Tấn, tức giận hét lớn. Đại nhân, anh ta là con người trái đất, anh ta chạy tới thành người sự, nhanh, nhanh bắt anh ta lại. Đám thị vệ này mặc áo giáp, tay cầm trường kiếm. Người cầm đầu là một người đàn ông, nhìn hơn 30 tuổi. Anh ta đi tới nhìn Giang Cung Tấn. Võ giả trái đất. Đúng, Giang Cung Tấn mở miệng. Thị vệ mở miệng nói. Thành chủ không cấm võ giả trái đất gia nhập.
nhưng trong thành Hoang Hồng Hà này cấm chém đánh giết nhau. Mời anh đi theo chúng tôi một chuyến. Ngay khi đội trưởng thi vệ vừa mở miệng, những người phía sau anh ta chợt rút kiếm, nhanh chóng bao vây Giang Cung Tuấn lại. Giang Cung Tuấn lạnh lùng nhìn những người này. Anh không muốn ra tay ở chỗ này, nhưng võ giả đến từ dị giới rất quá đáng, dám bắt con người trái đất để buôn bán ở trong thành phố này. Đã như vậy thì cũng đừng trách anh không khách khí. Nhóc con, tôi không cần biết anh là ai. Nơi này là thành Hoang Hồng Hà. Kẻ đi tới thành Hoang Hồng Hà là rồng phải nằm xuống, hổ phải nhường mình. Mọi người mau bắt hắn lại, giam 30 năm. Đội trưởng đội thị vệ hừ lạnh một tiếng. Thị vệ vây quanh Giang Cung Tuấn muốn ra tay, nhưng cơ thể Giang Cung Tuấn lại biến mất không dấu vết, rồi lại xuất hiện cách đó 10 mét, thoát khỏi vòng vây. Chuyện gì đây? Đội trưởng đội thị vệ sửng sốt. Tốc độ của Giang Cung Tuấn quá nhanh, nhanh đến mức anh ta không thấy rõ động tác của Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn đã chạy ra khỏi vòng vây. Anh ta hẳn phải chết. Giang Cung Tuấn chỉ tay vào tên mập ở sau lưng đội trưởng đội thị vệ. Nếu anh đã xuất hiện, vậy anh sẽ lập uy để nói với võ giả đến từ dị giới là bắt nạt con người trái đất sẽ phải trả giá cao. Thị vệ nhìn chòng chọc vào Giang Cung Tuấn. Thực lực của Giang Cung Tuấn cực kỳ mạnh, mạnh tới mức vượt qua tưởng tượng của anh ta. Nhưng nơi này là thành Hoang Hồng Hà, thân là đội trưởng đội thị vệ. Anh ta phải bảo vệ thành Hoang Hồng Hà này. Bất kỳ ai dám gây sự ở thành Hoang Hồng Hà đều giết không tha. Giang Cung Tuấn đi từng bước tới chỗ tên mập. Đội trưởng, cứu tôi với. Trên khuôn mặt của tên mập mang theo vẻ lo lắng. Tôi xem ai dám làm càn, bắt lại cho tôi. Đội trưởng đội thị vệ mở miệng lần nữa. Ai ngăn cản tôi, đừng trách tôi không khách khí. Giang Cung Tuấn nắm chặt nắm tay. Giết. Một vài thị vệ biến sắc, xoay kiếm chém tới rỗ Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn đấm ra một quyền, cú đấm khủng khiếp được tung ra. Thị vệ vọt tới, đã bị đánh bay ra ngoài trong nháy mắt, rồi ngã xuống đất, kêu lên thảm thiết đau khổ. Chỉ một chiều mà Giang Cung Tuấn đã đánh bại mười mấy thị vệ. Nơi này là bên trong thành, xung quanh có cực kỳ nhiều người. Chuyện nơi đây đã thu hút không ít sự chú ý. Lúc này cực kỳ nhiều người tập trung ở xung quanh, những người này đang chỉ trỏ. Người kia là ai, dám ra tay ở thành Hoang Hồng Hà? Lẽ nào anh ta không biết thành Hoang Hồng Hà này là địa bàn của Hoang Hồng Hà sao? Cho dù là Bách Hiểu Sinh cũng không dám giở thói ngang ngược ở nơi này. Thằng nhóc này chết chắc rồi. Cực kỳ nhiều người nghị luận. Dưới cái nhìn của bọn họ, Giang Cung Tuấn đã là một người chết. Bởi vì ngay cả người mạnh nhất trái đất là Bách Hiểu Sinh cũng kinh kỵ Hoang Hồng Hà, không dám tới thành Hoang Hồng Hà. Mà một tên nhóc con người không biết là ai lại dám giở thói ngang ngược ở thành Hoang Hồng Hà. Anh ta nhất định phải chết. Đội trưởng đội thị vệ dừng mắt nhìn Giang Cung Tuấn, hùng tận mắng. Thiên vương tới đây cũng không thể nào cứu được anh. Giang Cung Tuấn không sợ uy hiếp của anh ta. Anh đi từng bước từ chỗ tên mập. Bước được mấy bước, thân thể anh biến mất tại chỗ trong nháy mắt. Sau một khắc, anh đã xuất hiện ở trước người tên mập. Tên mập muốn né tránh, nhưng tốc độ của anh ta kém xa Giang Cung Tuấn, bị Giang Cung Tuấn kéo đi trong nháy mắt. Lúc này anh ta cảm thấy trên người Giang Cung Tuấn tràn ngập sát ý. Anh ta vô cùng sợ hãi. Anh ta vội vàng cầu xin tha thứ. Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi. Xin anh tha cho tôi một lần. Tôi không dám nữa, không bao giờ đi bắt con người trái đất để buôn bán nữa. Tên mập không ngừng cầu xin tha thứ. Giang Cung Tuấn lôi hắn ta sành sạch, lạnh lùng nhìn hắn ta, trong vẻ mặt mang theo sát ý. Nâng tên mập lên, Giang Cung Tuấn chợt chém một cái. Thân thể của tên mập ngã mạnh xuống đất. Xoẹt. Giang Cung Tuấn rút trường kiếm trên lưng, anh cầm đệ nhất long kiếm, chém một phát, phụt. Máu đỏ văng lên, đầu người rơi xuống. Giang Cung Tuấn không hề nề tình mà trực tiếp đánh chết tên mập ngay trước mặt không ít võ giả dị giới. Sau đó nhìn bốn phía, trong nét mặt mang theo vẻ thờ ơ nói. Đấy chính là kết cục khi đối địch với người trái đất. Từ hôm nay trở đi, ai dám động đến một sợi tóc của con người trái đất, tôi sẽ chém người đó rơi đầu. Giọng nói của Giang Cung Tuấn vang vọng, trước đó mọi người ở xung quanh còn có vẻ mặt xem náo nhiệt. Nhưng sau khi Giang Cung Tuấn ưu việt đánh chết tên mập, nét mặt những người này đều thay đổi nghiêm trọng. Vài người đẹp trái đất bị giam ở trong lồng giam nhìn cảnh này với vẻ mặt hoảng sợ. Các cô không biết đang có chuyện gì xảy ra, không biết rốt cuộc là ai ra mặt vì các cô. Mà sắc mặt của đội trưởng thị vệ trầm thấp đáng sợ.
Nhóc con, mày nhất định phải chết. Cho tới bây giờ, đội trưởng đội thị vệ vẫn không e ngại. Bởi vì nơi này là thành Hồng Hà, là địa bàn của Hoang Hồng Hà. Tòa thành này xuất hiện một năm trước. Trước đây, vì tranh đoạt tòa thành này mà võ giả đến từ dị giới đã tiến hành một cuộc chiến khốc liệt. Cuối cùng Hoàng Hồng Hà xưng hùng xưng bá, thành công chiếm lĩnh tòa thành này, đồng thời đặt tên nó là thành Hồng Hà. Giang Cung Tấn không nhìn đội trưởng đội thị vệ, anh nhìn về phía cái lồng và mở nó ra. Trong lồng giam nhốt ba cô gái, tuy khuôn mặt ba người bẩn thỉu nhưng không vì thế mà ảnh hưởng đến nhan sắc của các cô. Ba người này đều là hoa khôi của trường đại học. Sau khi Giang Cung Tấn mở lồng giam ra, anh cố gắng làm cho mình thân thiện lên, vừa cười vừa nói. Được rồi, không sao nữa, có thể trở về nhà rồi. Anh muốn vươn tay ra dìu các cô gái trong lồng giam, nhưng ba người họ lại phòng bị nhìn Giang Cung Tấn. Đừng sợ, tôi không có ác ý. Giang Cung Tấn thấy ba người này có vẻ có hơi kiêng kỵ anh, thì vừa cười vừa nói. Tôi là người trái đất, từng là vua nước Đoàn Hùng. Hiện tại tôi là hoàng đế Long Quốc, sứ mệnh của tôi là bảo vệ con người trái đất. Giang Cung Tấn vừa nói như vậy, ba người này mới yên tâm. Ba người từ từ bước ra khỏi lồng giam. Giang Cung Tấn không nhìn đội trưởng đội thị vệ, mặc kệ người xem náo nhiệt ở xung quanh. Dẫn theo ba người, Giang Cung Tấn cất lời. Đi theo đằng sau tôi đưa mấy người ra khỏi thành. Ba người cũng không dám nói nhiều, cứ như vậy mà đi theo phía sau Giang Cung Tấn. Nhóc con, cứ như vậy mà đi à? Đội trưởng đội thị vệ đứng ra ngăn cản, anh ta đã gửi tín hiệu. Chỉ cần giữ chân Giang Cung Tấn một lúc thì viện binh sẽ tới rất nhanh. Đến lúc đó sẽ là lúc Giang Cung Tấn phải chết. Giết người ở thành của Hoang Hồng Hà mà anh đã muốn đi như vậy sao? Đội trưởng đội thị vệ lạnh giọng mở miệng nói. Giết người ở thành Hoang Hồng Hà là tội chết. Giết thì giết, anh nghĩ anh có thể gây khó dễ cho tôi được à? Giang Cung Tấn không cho đội trưởng đội thị vệ tí mặt mũi nào. Lấy thực lực bây giờ của anh, không cần phải e ngại võ giả đến từ dị giới. Dám đối nghịch với con người trái đất, chỉ có một con đường chết. Ai già, thật náo nhiệt. Vừa lúc đó, có một giọng nói phát ra. Nghe vậy mọi người nhìn lại theo phương hướng giọng nói truyền tới. Chỉ thấy một người đàn ông mặc áo bào màu trắng, dáng dấp tuấn tú, phong độ nhanh nhẹn, mang theo mấy tên thuộc hạ tới. Thấy người này, người xem náo nhiệt xung quanh cũng hơi lùi lại mấy bước. Thần Bảo Lang, không ngờ Thần Bảo Lang cũng đến rồi. Giang Cung Tấn cũng ngẩng đầu nhìn lại, thì nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Anh ta là Thần Bảo Lang. Thần Bảo Lang đi tới nhìn thấy Giang Cung Tấn. Đội trưởng đội thị vệ nhất thời đi tới với vẻ mặt tôn kính nói. Phó thành chủ, anh tới thật đúng lúc, thằng nhóc này dám giết người bên trong thành Hoang Hồng Hà. Anh ta chỉ vào Giang Cung Tấn. Thần Bảo Lang cũng nhìn Giang Cung Tấn. Giang Cung Tấn, là anh à? Giang Cung Tấn cười nhạt nói. Không sai, là tôi. Trong nét mặt Thần Bảo Lang lộ ra vẻ sát ý. Hai năm trước, khi ở bên trong tiên phủ, anh ta bị Giang Cung Tấn tinh kế nên bị trọng thương. Lúc đó anh ta muốn giết Giang Cung Tấn lắm rồi, chỉ là chờ anh ta đến trước cửa thứ 9. Sau khi phá cửa thất bại và đi ra ngoài, thì Giang Cung Tấn đã biến mất không thấy tăm hơi. Dám giết người ở thành Hoang Hồng Hà, thực sự không biết sống chết. Sắc mặt Thần Bảo Lang âm trầm. Bắt lại cho tôi. Hiền Viên phía sau anh ta nhất thời đứng dậy. Hiền Viên là người có thực lực ở đỉnh phong của thần thống đại viên mãn 2 năm trước. Đã 2 năm trôi qua, anh ta đã bước vào cảnh giới siêu phàm, là lão đại cảnh giới siêu phàm nhất tôn. Ân oán giữa Thần Bảo Lang và Giang Cung Tấn không quá sâu sắc. Chỉ là khi ở cửa thứ 6, bên trong tiền phủ, Giang Cung Tấn đã tinh kế anh ta, làm cho anh ta không có cách nào né tránh, chỉ có thể đón đỡ đòn tấn công của Giang Cung Tấn, khiến anh ta trọng thương. Anh ta đã sớm muốn giết Giang Cung Tấn, nhưng sau khi rời khỏi tiền phủ thì đã không thấy Giang Cung Tấn đâu. Hiện tại Giang Cung Tấn chủ động tìm tới cửa, còn làm càn ở thành Hoang Hồng Hà. Thần làm phó thành chủ, làm sao anh ta có thể ngồi yên không đến. Anh ta ra lệnh một tiếng, thuộc hạ hiền viên của anh ta đã đi tới. Mấy nữ sinh viên sau lưng Giang Cung Tấn đều có vẻ mặt hoảng sợ, đứng núp phía sau Giang Cung Tấn. Giang Cung Tấn thì nhìn chằm chằm hiền viên đi tới. 2 năm trước, khi ở núi Bất Chu, hiền viên đã từng bị anh làm thương nặng. Anh không có một chút ấn tượng tốt nào đối với võ giả đến từ dị giới này. Sao vậy, muốn ra tay? Anh nhìn chằm chằm hiền viên với vẻ mặt bình tĩnh, tuyệt đối không e ngại. Hiền viên đi tới, anh xuất hiện trước
anh ta xuất hiện trước người Giang Cung Tuấn với vẻ mặt coi rẻ nói: "Giang Cung Tuấn, anh cũng được gọi là một nhân tài. Ngày hôm nay chỉ cần anh quỳ trên mặt đất, nói xin lỗi với chủ nhân của tôi. Như vậy thì chủ nhân có thể cầu tình cho anh ở trước mặt thành chủ. Như vậy nhiều lắm, anh cũng chỉ bị nhốt vài chục năm. Nếu không ngày hôm nay, thành Hoang Hồng Hà chính là đất chôn xương của anh." Thần Bảo Lang ngẩng đầu ưỡn ngực, hiển nhiên là ngầm cho phép Hiên Viên nói. Chỉ cần Giang Cung Tuấn quỳ xuống đất, quả thực anh ta có thể miễn tội chết của Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn nhẹ giọng bật cười. "Chết đến nơi rồi mà còn dám cười." Nét mặt Hiên Viên trầm xuống. Anh ta trượt ra tay, thân thể nhanh chóng xuất hiện ở trước người Giang Cung Tuấn. Anh ta giơ tay lên, đánh về phía Giang Cung Tuấn, muốn kéo Giang Cung Tuấn ngã mạnh trên mặt đất. Nhưng khi bàn tay của anh ta đang gần chạm vào trên người Giang Cung Tuấn, Giang Cung Tuấn chợt giơ tay lên, chặn đòn đánh của Hiên Viên. Giang Cung Tuấn nắm lấy cổ tay của Hiên Viên. Anh ta nháy mắt biến sắc, hơi dùng sức muốn rút ra. Nhưng sức lực của Giang Cung Tuấn cực kỳ lớn, bất kể anh ta dùng sức thế nào cũng không thể tránh khỏi. Tay kia của Giang Cung Tuấn tung ra một chưởng. Một chưởng mạnh mẽ này trực tiếp tấn công ở ngực Hiên Viên. Hiên Viên muốn phòng thủ cũng không còn kịp rồi. Một chưởng đập vào ngực làm thân thể anh ta bị đánh bay ra ngoài, lùi lại hơn mười mấy mét mới hết lực tấn công của Giang Cung Tuấn. Lúc này sắc mặt anh ta tái nhợt, khóe miệng tràn ra từng tia máu. Sức mạnh này làm người xem náo nhiệt ở xung quanh kinh hãi. Hiên Viên là ai? Đây chính là một cao thủ siêu cấp ở bên cạnh Thần Bảo Lang. Thực lực đã bước vào cảnh giới siêu phàm, có thể được coi là số một ở thành Hoang Hồng Hà. Hiện tại vừa đối mặt với Giang Cung Tuấn đã bị đánh đến mức phun máu. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Bọn họ kinh hãi trước thực lực của người trái đất này. Ngay cả trong lòng Thần Bảo Lang cũng giật mình. Hai năm trước, mặc dù Giang Cung Tuấn có hơi mạnh, dựa vào tuyệt học có thể tổn thương được anh ta, nhưng trong mắt anh ta, Giang Cung Tuấn chỉ là một cái con kiến hôi. Anh ta muốn giết thì dùng một tay cũng có thể giết được. Hiện tại một chiều của Giang Cung Tuấn đã đánh anh ta đến mức phun máu. Cho dù thực lực của Hiên Viên đã bước vào cảnh giới siêu phàm, mà anh ta vừa đối mặt với Giang Cung Tuấn đã bị Giang Cung Tuấn đả thương. Muốn chết à? Hiên Viên nổi giận. Trên người anh ta bùng nổ ra khí tức đáng sợ, lửa giận ngút trời vọt tới chỗ Giang Cung Tuấn. "Dừng tay!" Thần Bảo Lang nhất thời trách móc nói. "Đây là thành Hoang Hồng Hà, anh muốn tòa thành này bị hủy sao?" Nghe vậy, lúc này khí tức trên người Hiên Viên mới biến mất. Anh ta đứng ở phía sau Thần Bảo Lang, nhìn chòng chọc vào Giang Cung Tuấn, trong nét mặt lộ ra sát ý. Thần Bảo Lang nhìn Giang Cung Tuấn, nhếch miệng lên cười nhạt nói. "Giang Cung Tuấn đúng không? Anh giờ toái ngang ngược ở thành Hoang Hồng Hà. Tôi cho anh 3 ngày, tự mình đến phủ của thành chủ thỉnh tội." Nói xong anh ta xoay người rời đi. Người đã rời đi, nhưng giọng nói vẫn còn vang lên bên tai Giang Cung Tuấn. 3 ngày sau, nếu anh không đến phủ của thành chủ thỉnh tội, ngày thứ 4 tôi sẽ tàn sát cả trái đất. Vừa nói ra đã khiến toàn trường khiếp sợ, tàn sát hàng loạt dân trong thành. Mặc dù nói võ giả trái đất là tội nhân, còn người trái đất chết tiệt, bọn họ cũng không xem con người trái đất ở trong mắt. Nhưng chuyện tàn sát hàng loạt dân trong thành thì chưa từng xảy ra, bởi vì vẫn có cường giả trong võ giả trái đất. Anh ta tên là Bách Hiểu Sinh. Cho dù thực lực của nhóm người cường giả Hoang Hồng Hà kém hơn, nhưng cũng không phải là đèn tiết kiệm nhiên liệu. Mà Giang Cung Tuấn nghe xong những lời tàn sát hàng loạt dân trong thành này thì trên mặt nổi lên gân xanh. Anh nhìn Thần Bảo Lang rời đi, nắm chặt nắm tay và nói: "Tàn sát hàng loạt dân trong thành, tôi xem anh có dám hay không. Trước khi tàn sát hàng loạt dân trong thành, tôi tiêu diệt anh trước." Giang Cung Tuấn xem thường nói: "Không phải anh đang nói đùa. Thần Bảo Lang muốn tàn sát hàng loạt dân trong thành, như vậy thì anh sẽ diệt trừ Thần Bảo Lang. Đi!" Giang Cung Tuấn không dừng lại thêm ở thành Hoang Hồng Hà, mà mang theo 3 người sinh viên đại học rời đi. Hộ tống bọn họ ra khỏi phạm vi dãy núi Bất Chu và đi đến một thành phố của con người. Vùng ngoại thành của thành phố, Giang Cung Tuấn nhìn 3 nữ sinh viên gió bụi mệt mỏi, nói: "Từ đâu tới đây thì trở về nơi đó, tôi còn có chuyện cực kỳ quan trọng, sẽ không đưa mấy người về." 3 người đều nhìn Giang Cung Tuấn. "Giang Cung Tuấn, cảm ơn cứu mạng." Một cô gái dẫn đầu mở miệng nói:
khom lưng với Giang Cung Tấn, sau đó hai cô gái còn lại mở miệng theo. Cảm kích ơn cứu mạng của Giang Cung Tấn. Giang Cung Tấn hơi dừng tay nói, trở về đi. Nói xong Giang Cung Tấn xoay người rời đi. Anh không trở về thành Hoang Hồng Hà mà đi tới chỗ tiên phủ ở dãy núi. Thần Bảo Lang cho anh thời gian 3 ngày. Nếu quả không có gì bất ngờ xảy ra, anh cũng có thể vượt qua cửa thứ 9 và có được tiên phủ trong vòng 3 ngày. Giang Cung Tấn biết một khi mình có được tiên phủ thì nhất định sẽ làm võ giả dị giới trông mà thèm. Giang Cung Tấn biết kế tiếp anh sẽ đối mặt với sự khiêu chiến không ngừng, liên tục. Vì để tránh cho những phiền toái này, anh cần lập uy. Mà đúng lúc Thần Bảo Lang có thể khiến cho anh lập uy. Anh phải đánh chết Thần Bảo Lang ngay trước mặt võ giả dị giới, ra oai cho võ giả trái đất, làm võ giả đến từ dị giới biết con người trái đất không phải là con kiến hôi. Đắc tội với võ giả trái đất sẽ chết. Giang Cung Tấn cất bước đi về phía dãy núi nơi tọa lạc của tiên phủ. Không bao lâu sau xuất hiện ở dãy núi nơi có tiên phủ. Tiên phủ đã xuất hiện được khoảng 2 năm. Ở trong 2 năm này có cực kỳ nhiều võ giả đến từ dị giới xuất hiện ở trái đất. Những võ giả này không giới hạn trong sinh linh thường giới, trong đó còn có người chạy tới từ những thế giới khác. Nhưng bất kể có bao nhiêu người tới thì chưa từng có ai có thể có được tiên phủ. Cho dù không ít võ giả tiến vào cửa thứ 9, tuy nhiên lại không có ai có thể vượt qua cửa thứ 9. Ngoài cửa lớn của tiên phủ có không ít võ giả tập trung, những người này đều tập trung ở một chỗ trò chuyện xem ai mới có được tiên phủ. Để tôi xem, đi bớt đi. Ngay cả cường giả Hoang Hồng Hà cũng không có cách nào vượt cửa thứ 9. Sau vô số lần khiêu chiến, đành lựa chọn buông tha. Tôi nghe nói hiện tại có không ít cường giả đều chuyên tâm bế quan ở đây để giảm bớt chân khí của mình, muốn làm cho thực lực của mình trở nên càng mạnh mẽ hơn, sau đó mới tới xông vào. Cũng không biết cuối cùng ai mới có thể có được tiên phủ này. Giang Cung Tấn dựa vào gần một chút, anh nghe thấy có không ít người đang thảo luận ở ngoài cửa lớn tiên phủ. Giang Cung Tấn cũng không để ý nhiều mà bước tới. Đi tới cửa tiên phủ, bước vào cửa lớn màu vàng óng thì anh thấy hoa mắt. Sau một khắc, anh đã xuất hiện ở một nơi vừa quen thuộc vừa xa lạ. Quen thuộc là trước kia, anh đã tới một lần. Xa lạ là vì mọi thứ trước mắt đều quá không thể tưởng tượng nổi. Anh đứng ở đỉnh dãy núi. Giang Cung Tấn không biết 2 năm trước anh đã vượt qua cửa thứ 9. Hiện tại lại xuất hiện ở tiên phủ lần nữa. Anh sẽ trực tiếp đến trước cửa thứ 9 hay liệu anh có phải qua 9 cấp hay không? Tuy nhiên điều này đã không còn quan trọng. 2 năm trước Giang Cung Tấn anh có thể trực tiếp đánh tới cửa thứ 6 bằng sự cố gắng của mình. Hiện tại anh xưa đâu bằng nay, muốn xông đến cửa thứ 9 thì điều này chưa tính là việc khó với anh. Giang Cung Tấn xuất hiện ở đỉnh núi, nhìn tiên khí vòng quanh thành phố ở phía xa. Dục vọng chiếm đoạt tiên phủ càng ngày càng mãnh liệt ở trong lòng anh. Đỉnh núi có không ít người, anh cũng mặc kệ, đi về phía chân núi. Chẳng mấy chốc là đến ải thứ nhất. Anh cho rằng muốn đến ải thứ 9 thì cần phải làm hạ lại lần nữa. Nhưng là người đá ở cửa ải thứ nhất lại không tấn công anh. Điều này làm cho Giang Cung Tấn mừng rỡ trong lòng. Anh có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian mà không cần vượt qua các cửa ải. Giang Cung Tấn đi hết một quãng đường mà không bị cản trở. Chẳng mấy chốc mà, anh đã xuống núi, xuất hiện ở ngoài cổng thành. Khi Giang Cung Tấn xuất hiện ở cổng thành, thân thể khí linh động bay ra, bay thẳng đến trung tâm thành và xuất hiện ở trung tâm thành với tốc độ cực kỳ nhanh. Thân thể Giang Cung Tấn vững vàng đứng trên mặt đất. Giang Cung Tấn nhìn thấy tế đàn ở phía trước, nhìn thấy tinh thể đá lơ lửng trên tế đàn. Nơi này là cửa thứ 9, nơi đây không có ai. Những người có thể xông đến cửa thứ 9 cũng đã sớm vượt qua. Không vượt qua được thì không có thực lực từ chỗ này. Giang Cung Tuấn đi về phía tế đàn. Khi đến gần một chút, ánh sáng màu trắng lóe ra. Một cô gái mặc bộ đồ trắng, đẹp như tiên xuất hiện ở trong tầm mắt của anh. Là anh, đến rồi à? Cô gái nhận ra Giang Cung Tuấn. Đây là người thứ nhất tới chỗ này, cũng là người thứ nhất khiêu chiến cô. Vâng, đối mặt với cô gái mặc bộ đồ trắng. Nét mặt Giang Cung Tấn cực kỳ bình tĩnh. Anh ở hiện tại mạnh hơn anh ở năm xưa nhiều. Anh ở hiện tại cực kỳ có lòng tin có thể đánh bại cô gái mặc bộ đồ trắng này. Chỉ cần là ở cùng cảnh giới, Giang Cung Tấn có lòng tin mình sẽ vô địch.
Được. Cô gái mặc bộ đồ trắng nhẹ nhàng gật đầu rồi giơ một tay lên. Một tia sáng trắng xuất hiện trong con người của cô. Cái ánh sáng này rơi vào trên người Giang Cung Tuấn. Tu vi Giang Cung Tuấn đã bị cô ta cảm ứng được trong nháy mắt. Không đơn giản đâu. Cô gái mặc độ bồ trắng lộ ra vẻ tán thưởng nói. Thật không nghĩ đến, trong thời gian 2 năm ngắn ngủi mà anh thật sự tăng cảnh giới của mình lên tới đỉnh của thần thông cảnh tầng thứ 8. Cũng không biết chân khí anh mạnh mẽ thế nào. Giang Cung Tuấn ung dung cười nói. Tuyệt đối sẽ không để cho cô thất vọng. Giang Cung Tuấn biết con người trước mắt này không phải là con người chân chính, là người máy được chế tạo ra. Anh cũng biết thực lực của người con gái trước mắt này cực kỳ mạnh. Vậy nên anh cũng không chậm trễ nữa mà thúc giục chân khí. Hai luồng chân khí chuyển động ở trong người, trên người anh bộc phát ra khí tức cực mạnh. Hơi thở này làm cho cô gái mặc bộ đồ trắng hơi sững sờ. Không tệ. Trong nét mặt cô mang theo vẻ tán thưởng. Ngay một khắc này, Giang Cung Tuấn hơi động. Thân thể anh di chuyển xuất hiện ở trước người cô gái mặc bộ đồ trắng. Trong khoảnh khắc, anh nắm chặt tay, tung một quyền ra, đẩy đối thủ đến cùng. Một quyền này rất nhanh, sức lực cực kỳ lớn, sức mạnh vô hình quét sạch. Cô gái mặc bộ đồ trắng lại không né tránh. Cô giơ tay lên trong nháy mắt, nghênh đón đòn tấn công của Giang Cung Tuấn, khiến hai quyền va chạm. Hai sức mạnh đụng vào nhau. Giang Cung Tuấn và cô gái mặc bộ đồ trắng đều lùi lại mấy bước. Giang Cung Tuấn chỉ cảm thấy trong nắm tay truyền đến sức mạnh mạnh mẽ. Sức mạnh này tràn ngập toàn thân theo đường đi của nắm tay, khiến thân thể Giang Cung Tuấn lùi lại mấy bước. Cô gái mặc bộ đồ trắng lộ vẻ mặt khiếp sợ. Cô biết cảnh giới của Giang Cung Tuấn ở đỉnh phong của thần thông cảnh tầng thứ 8. Cho nên anh cũng giảm bớt thực lực xuống một cảnh giới. Nên cô cho là một chiêu của mình đủ để đánh bại Giang Cung Tuấn. Nhưng cô lại không nghĩ rằng sức mạnh của Giang Cung Tuấn lại mạnh như vậy, lại có thể đẩy lùi cô. Hai người giao thủ, khí linh xuất hiện. Khí linh thấy Giang Cung Tuấn chuyển động đẩy cô gái mặc bộ đồ trắng, thì trên khuôn mặt hư ảo cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Thằng nhóc này biến mất 2 năm mà thực lực tăng lên không ít. Trở lại, cô gái mặc bộ đồ trắng mang trên vẻ mặt hưng phấn. Đã nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng gặp phải một đối thủ ngang sức ngang tài rồi. Cô cũng không chậm trễ nữa, sử dụng tất cả sức mạnh của đỉnh phong của thần thông bát cảnh. Quần áo đong đưa, mái tóc dài lay động, trên người tràn ngập hơi thở đáng sợ. Thân thể cô gái nhoáng lên một cái, phóng về phía Giang Cung Tuấn, giơ tay lên, tung ra một chưởng. Một chưởng này cuồng bạo, cuồn cuộn, chấn động trên không, làm vặn vẹo không gian. Một chưởng này của cô đủ để làm võ giả cảnh giới siêu phàm bình thường bị thương. Nhưng đối mặt với một chưởng này, Giang Cung Tuấn lại không e ngại, không lùi mà tiến tới để nghênh đón sức tấn công của cô gái mặc đồ trắng. Uỳnh! Chân khí quấn quýt, không ngừng chấn động trên không. Chấn động của cuộc chiến đấu không ngừng cuộn sạch. Hai người giao thủ ở khu vực trống trải này. Tốc độ của cô gái mặc bộ đồ trắng rất nhanh. Chiêu thức của cô cực kỳ quái dị, hư vô mà mờ mịt. Cho dù chân khí của Giang Cung Tuấn mạnh, nhưng mỗi đòn tấn công của anh đều sẽ bị dễ dàng hóa giải. Trong nháy mắt ngắn ngủi, hai người đã đánh với nhau hơn 10 chiêu, mà Giang Cung Tuấn thì bị hành động cực kỳ chật vật. Còn chúng vài chưởng, nhưng điều này với anh mà nói không tính là chí mạng. Ở trong quá trình chiến đấu, Giang Cung Tuấn cũng đang nghĩ ngợi làm như thế nào mới có thể đánh bại cô gái mặc bộ đồ trắng này. Chân khí của anh và cô gái mặc bộ đồ trắng gần như nhau, nhưng về mặt võ công thì Giang Cung Tuấn anh kém quá xa, hoàn toàn bị nghiền ép, bị đánh không còn sức đánh trả chút nào. Cao thủ so chiêu thì không thể sơ suất chút nào. Giang Cung Tuấn vừa phân tâm, anh đã bị cô gái mặc bộ đồ trắng tìm được cơ hội. Anh bị đánh trúng 3 chưởng liên tục. Cô gái mặc bộ đồ trắng lấy tốc độ cực nhanh kéo lấy bàn tay của Giang Cung Tuấn, rồi chợt dùng sức tung đòn đánh vào bàn tay Giang Cung Tuấn. Sức mạnh mạnh mẽ tràn ngập toàn thân, bắt nguồn từ bàn tay. Chân khí đi qua chỗ nào, kinh mạch trong cơ thể anh đứt từng khúc chỗ đó. Cuối cùng ngực anh bị đánh trúng, thân thể bị đánh bay ra ngoài, ngã mạnh xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể Giang Cung Tuấn tựa như lò xo, nhảy bắn lên trong nháy mắt, giống như mũi tên, nhanh chóng nổ tung. Trên người bộc phát ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ và tuôn ra không ngừng. Chân khí mạnh mẽ tạo thành một làn sóng khí và cuốn đi. Thân thể cô gái mặc bộ đồ trắng nhảy lên, xuất hiện trên không trung ở độ cao vài chục mét để né tránh một loạt công kích của Giang Cung Tuấn. Đồng thời thân thể đi ngược chiều xuống.
mà Giang Cung Tấn thì đi ngược lên trên. Đùng đùng! Hai người tung trường so chiếu ở giữa không trung. Hai trường của cả hai đụng vào nhau. Hai người đều bị đánh bay ra ngoài. Thân thể Giang Cung Tấn bị chấn động, ngã về phía mặt đất. Lúc sắp rơi xuống đất, thân thể của anh ma sát mặt đất, phải lùi lại vài mét. Sau đó mới đứng vững. Anh đứng vững xong, thân thể cô gái mặc bộ đồ trắng cũng vững vàng đứng trên mặt đất. Cô cười tủm tỉm nhìn Giang Cung Tấn. Không tệ, anh là người đầu tiên so tài được nhiều chiêu như vậy với tôi trong 2 năm qua. Nói thật, chân khí của anh đã không phân cao thấp với tôi khi áp chế cảnh giới. Chỉ tiếc võ công của anh quá kém, như vậy thì anh không có cách nào đánh bại tôi. Vậy à? Giang Cung Tấn cười nhạt. Vút! Giang Cung Tấn rút kiếm đệ nhất long ra. Cầm đệ nhất long kiếm trên tay, anh có cảm giác bên trong thanh kiếm này truyền đến sức mạnh mạnh mẽ. Anh có cảm giác thực lực của mình mạnh hơn. Bàn về quyền cước, quả thực Giang Cung Tấn không phải là đối thủ của cô gái mặc bộ đồ trắng, mà cảnh giới có thể coi là tốt nhất của anh là kiếm thuật. Anh định dùng kiếm thuật chiến đấu với cô gái mặc bộ đồ trắng. Cô gái mặc bộ đồ trắng cười nhạt, thấy trong tay cô ta biến hóa ra một ánh sáng trắng. Ánh sáng trắng này tạo thành một thanh trường kiếm. Cô cầm trường kiếm thản nhiên nói, ra chiêu đi. Giang Cung Tấn cầm đệ nhất long kiếm vọt tới. Khi kiếm quang lóe lên, cũng là lúc Giang Cung Tấn xuất hiện ở trước người cô gái mặc bộ đồ trắng. Kiếm trong tay anh ép cô lùi lại, đồng thời kiếm khí vô hình toát ra sức mạnh khiến người ta run sợ trong lòng. Cô gái mặc bộ đồ trắng không thay đổi sắc mặt, thân thể lệch về một phía, nhanh chóng né tránh một chiêu này. Đồng thời, cô chợt rút kiếm, chém ở trên thanh kiếm đệ nhất long trong tay Giang Cung Tấn. Sức mạnh đáng sợ truyền đến, làm Giang Cung Tấn không cầm chắc đệ nhất long kiếm. Đệ nhất long kiếm bị đánh bật khỏi tay anh. Mới vừa đối mặt mà kiếm trong tay Giang Cung Tấn đã bị đánh bật. Cô gái mặc bộ đồ trắng đánh bật kiếm trong tay của Giang Cung Tấn xong, thì lấy tốc độ cực nhanh cầm trường kiếm trong tay và vung kiếm đặt ở trên ngực Giang Cung Tấn trong nháy mắt. Nhưng cô lại không đâm vào, mà cười tủm tỉm nhìn Giang Cung Tấn. Anh thua rồi. Thua? Giang Cung Tấn sửng sốt. Anh không ngờ mình lại thua. Khổ tu 2 năm mà cứ như vậy mà thua sao? Chưa chắc. Trong nháy mắt, Giang Cung Tấn bắt lấy cơ hội. Anh mạnh mẽ nâng hai chân lên. Trong lòng bàn tay phóng ra hai loại chân khí khác nhau. Hai chân khí này dùng hợp lại với nhau trong nháy mắt, tạo thành một sức mạnh hoàn toàn mới. Sức mạnh này chợt nổ tung, từ lúc ra tay đến lúc chân khí thay đổi, không đến một giây. Cô gái mặc bộ đồ trắng không ngờ Giang Cung Tấn sẽ đánh lại vào lúc này. Kỳ thực, lấy tốc độ phản ứng của cô thì cô hoàn toàn có thể né tránh ngay lập tức. Nhưng ở thời điểm mấu chốt, cô lại nhận được truyền âm của khí linh. Vậy nên cô không né tránh mà lựa chọn đón đỡ. Nhưng chân khí bây giờ của Giang Cung Tấn là xưa đâu bằng này, không thể so được với 2 năm trước. 2 năm trước thì cô gái mặc bộ đồ trắng có thể đẩy lùi Giang Cung Tấn. Nhưng hiện tại cô vốn không có cách nào tiếp chiêu được, thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, có dấu hiệu tan biến. Ở thời điểm mấu chốt, trong cơ thể của cô tạo ra sức mạnh thần kỳ, thân thể không tan biến nữa. Cô chật vật đứng lên từ dưới đất cười nói, nhóc con, hay lắm. Vẻ mặt Giang Cung Tấn bất đắc dĩ, anh cũng không muốn đánh lén, nhưng tiên phủ quá mê người. Giang Cung Tấn nhìn cô gái mặc bộ đồ trắng đang đi tới hỏi, như vậy xem như tôi đã đánh bại cô rồi, đúng không? Cứ coi là vậy đi. Cô gái mặc bộ đồ trắng gật đầu, kỳ thực cô hoàn toàn có thể nhanh chóng né tránh đòn tấn công của Giang Cung Tấn. Chỉ bởi vì cô nhận được truyền âm của khí linh, nên cô cũng có hơi buồn bực vì sao khí linh lại truyền âm vào lúc này. Lúc này khí linh đã đi tới, vừa cười vừa nói. Giang Cung Tấn, chúc mừng cậu hoàn thành tất cả các khiêu chiến. Cậu đã có được tư cách luyện hóa tiên linh, nhưng có thể có được hay không còn cần xem nguyện vọng của chủ nhân. Bây giờ cậu đi đi. Nghe vậy, nét mặt Giang Cung Tấn lộ vẻ kích động. Anh đi tới tế đàn ở phía trước. Mà giờ khắc này, cô gái mặc bộ đồ trắng hỏi. Vì sao phải kết thúc vào lúc này? Khí linh nhẹ giọng thở dài. Thời gian của chủ nhân đã không còn nhiều. Năm đó chủ nhân bỏ mình, chỉ còn một mảnh hồn phách yếu ớt trốn vào trong tiên phủ. Đợi ở bên trong tiên phủ, nhờ vậy chủ nhân mới không tan biến. Hiện tại tiên phủ đã ra đời được một thời gian. Nếu không xem xét thay chủ nhân mới, thì chủ nhân với mảnh hồn phách tàn tạ sẽ hoàn toàn biến mất. Mọi mặt của Giang Cung Tuấn cực kỳ tốt. Hiện tại võ công của cậu ta hơi có chút thấp một chút thôi.
nếu cho cậu ta một chút thời gian, thì đánh bại cô không thành vấn đề, chỉ là chủ nhân không chờ được đến lúc đó. Nghe vậy, cô gái mặc bộ đồ trắng không nói gì nữa. Cô xoay người nhìn Giang Cung Tấn đang đi về phía tế đàn ở phía trước. Anh rất nhanh đã đến gần tế đàn, nhìn thấy tiên linh. Hiện tại chỉ cần vươn tay là anh có thể có được tiên linh. Vào thời khắc này, một ánh sáng hào quang lóe lên. Ánh sáng giáng xuống từ trên trời, xuất hiện ở trong tầm mắt Giang Cung Tấn. Ánh sáng từ từ tụ vào một điểm, tạo thành một linh hồn. Mặc dù là linh hồn, nhưng Giang Cung Tấn vẫn có thể thấy đây là một người trẻ tuổi, là một chàng trai trẻ đẹp phong độ. Bản tọa đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có người đi tới nơi này rồi sao? Tàn ảnh nhìn Giang Cung Tấn, trên khuôn mặt lộ ra hư ảo, thất vọng. Sao lại kém như vậy? Anh ta liếc mắt một cái là thấy ngay tu vi của Giang Cung Tấn. Anh ta nghĩ người có thể kế thừa, truyền thừa của anh ta nhất định là cường giả có 102. Vậy mà người hiện tại xuất hiện ở chỗ này lại là một con người yếu đuối. Giang Cung Tấn nhìn bản ảnh nói. Tiền bối, tuy bây giờ tôi còn cực kỳ yếu, thế nhưng tương lai tôi nhất định sẽ trở thành một cường giả có 102. Tôi tuyệt đối sẽ không bôi nhọ danh tiếng của tiền bối. Xin tiền bối yên tâm, giao tiên phủ cho tôi. Tàn ảnh nhìn chằm chằm Giang Cung Tấn. Sau một lúc lâu, anh ta mới nhìn ra vài điểm. Haha, không ngờ, thật không nghĩ đến, cũng được ngày hôm nay. Giao tiên phủ cho anh. Tôi tin tưởng anh chắc chắn sẽ không bôi nhọ thanh danh của tôi. Ha ha ha. Sau nhiều năm, cuối cùng cũng không uổng công chờ đợi. Tàn ảnh cất tiếng cười to rồi rời đi. Theo tiếng cười vang vọng của anh ta, tàn ảnh từ từ biến mất ở bên trong thế giới này. Xa xa, khí linh và cô gái mặc bộ đồ trắng yên lặng nhìn. Vì bọn họ biết chủ nhân đã rời đi thật rồi, hoàn toàn biến mất rồi, không thể về được nữa. Mà trên mặt Giang Cung Tấn mang theo sự vui mừng, anh nhanh chóng đi về phía tiên linh, cầm lấy tiên linh. Lúc này khí linh đã đi tới, xuất hiện ở trước người Giang Cung Tấn. Cô ta hơi khom lưng, tôn kính cất lời. Chủ nhân, luyện hóa tiên linh cực kỳ đơn giản, chỉ cần truyền chân khí vào bên trong tiên linh là được. Cảm ơn. Vẻ mặt Giang Cung Tấn cảm kích, anh huy động chân khí, rót chân khí vào trong linh thể đá trong tay. Lúc này tinh thể đá sáng lên, ngay sau đó nó hóa thành một cái ân ký, biến mất trong mi tâm của Giang Cung Tấn. Lúc này Giang Cung Tấn vào tiền phủ có liên hệ với nhau, anh có thể cảm ứng rõ ràng tất cả mọi thứ ở bên trong tiền phủ. Anh còn biết tòa tiên phủ này tên là Tiên Phủ Kinh Hồng, mà chủ nhân tiên phủ được gọi là Kinh Hồng Đại Đế, sống ở thời đại viễn cổ.